Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng các ngân hàng kiếm tiền như thế nào hay không? Làm sao các ngân hàng có thể kiếm được hàng nghìn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ đồng trong khi mà vẫn phải trả một khoản lãi tiết kiệm khá là lớn cho những người gửi tiền tiết kiệm? Để anh em có thể tưởng tượng độ lớn của khoản tiền này thì mình sẽ đưa ra một ví dụ nhé. Giả sử như mình có một khoản tiền là 10 tỷ đồng đi, mình thấy nó nhàn rỗi và mình gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất là 7% một năm. Thì sau một năm gửi tiền thì mình đã nhận lại 700 triệu đồng mà không cần phải làm bất kỳ cái điều gì cả. Vậy làm như thế nào để các ngân hàng có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy để có thể trả lại cho mình? Hãy cùng Irene đi tìm hiểu vào video ngày hôm nay nhé. Và lưu ý rằng đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư. Anh em hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân. Đầu tiên, trước khi vào video thì anh em lưu ý cho mình là những ngân hàng mình nhắc đến trong video ngày hôm nay sẽ là những cái ngân hàng thương mại, chứ không phải là ngân hàng nhà nước hay là ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách vân vân. Các cái ngân hàng trên thì sẽ phụ thuộc vào chính sách của nhà nước khá là nhiều và có mô hình hoạt động, mô hình kinh doanh khác. Vì vậy cho nên là trong video này mình chỉ nhắc đến ngân hàng thương mại mà thôi. Và trước khi tìm hiểu về cách các ngân hàng kiếm tiền như thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm lãi suất nhé. Lãi suất là một tỷ lệ mà người đi vay phải trả một khoản tiền để có thể sử dụng một đơn vị vốn trong một khoảng thời gian nhất định, thường là theo tháng hoặc là theo năm. Đây là một loại giá cả đặc biệt được hình thành dựa trên giá trị sử dụng. Ví dụ là bạn A cho bạn B vay một khoản tiền với lãi suất 7% trong vòng một năm. Trong thời gian một năm này thì bạn A có thể dùng khoản tiền đó để mang đi đầu tư sinh lợi. Và cũng trong thời gian này thì số tiền mà A cho B vay có thể bị mất giá do là lạm phát. Vì vậy, đây có thể coi là một phần mất mát trong số vốn của A. Vì vậy cho nên là với tư cách một người đi vay thì bạn B có nghĩa vụ phải đền bù những cái khoản tổn thất cho bạn A. Đây được coi là lãi suất cho vay. Con số 7% hàng năm có nghĩa là bên cạnh khoản tiền mà A đã cho B vay ban đầu thì B còn phải hoàn trả thêm 7% tổng số khoản vay đó hàng năm cho A. Sự thay đổi về lãi suất cho vay thì thường được ngân hàng nhà nước quy định ở áp dụng lên các ngân hàng thương mại và các ngân hàng khác để nhằm điều chỉnh lãi suất cho vay. Điều này thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các chủ thể kinh tế và đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định cá nhân về mặt chi tiêu, tiết kiệm cũng như là đầu tư sinh lời. Thử tưởng tượng nếu như các anh em đang cân nhắc mua nhà nhưng mà chưa đủ tiền và đang cân nhắc vay ngân hàng mà lại nghe tin là lãi suất tăng cao và lãi suất hàng tháng thì sẽ có thể là cao hơn cả lương của anh em hiện tại, thì liệu anh em còn muốn quyết định mua nhà hay không? Bên cạnh đó thì lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô mà còn ảnh hưởng đến các thị trường tài chính, ví dụ như là chứng khoán, crypto hay là forex. Như anh em có thể thấy là mỗi lần Fed công bố tăng hay là giảm lãi suất thì các thị trường này có sự chao đảo rõ rệt. Vậy lãi suất thì liên quan gì đến ngân hàng và làm như thế nào để các ngân hàng có thể kiếm được tiền? Có thể nghe đến đây thì nhiều anh em cũng đã biết rằng các ngân hàng kiếm được tiền nhờ bằng việc ăn chênh lệch lãi suất giữa tiền gửi và tiền cho vay. Lãi suất mà các ngân hàng trả cho người gửi tiết kiệm thì thường chỉ rơi vào từ 6 đến 8%, trong khi số tiền mà các ngân hàng cho người đi vay thì thường sẽ là từ 15 đến 18%, thậm chí là với một số mức lãi tín dụng hay là cho vay trả góp thì số tiền này sẽ là từ 20 cho đến 40% một năm. Ví dụ như ông Phong có 10 tỷ đồng tiền nhàn rỗi và ông Phong thấy là ngân hàng A có một mức lãi suất tiết kiệm khá là hấp dẫn là 8% một năm và ông Phong quyết định gửi 10 tỷ của mình vào ngân hàng A thì tức là sau một năm thì ông Phong có thể thu về 800 triệu đồng. Ngân hàng A thì lấy số tiền 10 tỷ đồng này cho bà Thảo vay với mục đích là mua tòa nhà trả góp với lãi suất là 19% một năm, thì sau một năm bà Thảo sẽ phải trả cho ngân hàng A số tiền là 1,9 tỷ đồng. Vậy là chỉ bằng việc lấy tiền gửi của ông Phong đưa cho bà Thảo vay thì ngân hàng nghiễm nhiên đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm. Và đó chính là cách đầu tiên và cơ bản nhất để các ngân hàng có thể kiếm được tiền. Tất nhiên, các ngân hàng không chỉ kiếm được tiền bằng cách đó mà còn có thể có rất là nhiều cách khác. Ví dụ như là thu phí từ các cái dịch vụ ngân hàng. Giả sử như là bạn đi rút tiền từ các ATM thì cũng có thể mất một khoản phí này. Hay là khi bạn mở tài khoản mới ở một số các ngân hàng, mở thẻ tín dụng hay là đăng ký nhận thông báo biến động số dư chẳng hạn.
hoặc là khi bạn chuyển khoản đến các cái ngân hàng khác thì cũng có thể mất một khoản phí. Số phí này thì sẽ không quá lớn khi mà bạn là người dùng cá nhân. Tuy nhiên khi mà bạn là doanh nghiệp hay là với một số lượng người dùng lớn thì số tiền này cũng sẽ là một số tiền khá là đáng kể, là một nguồn doanh thu khá là tốt dành cho các ngân hàng. Và hiện nay thì một số các ngân hàng cũng đang đi theo hướng khác, đó chính là họ miễn phí các cái khoản phí dịch vụ ngân hàng này cho người dùng. Có thể là họ sẽ mất đi một nguồn thu trong thời gian đầu, tuy nhiên việc này thì có thể thu hút thêm người dùng cho họ. Và khi có nhiều người dùng thì họ có thể có một dòng tiền tốt hơn để có thể đi cho vay nhiều hơn, từ đó thu lại một phần lợi nhuận cao hơn so với việc là thu phí từ người dùng. Và đây sẽ là một động thái rất là tích cực giúp đem lại lợi ích nhiều hơn cho người dùng từ các ngân hàng. Và tất nhiên là chỉ nhiêu đó thôi thì sẽ chưa đủ, các ngân hàng thì cũng sẽ có nhiều hoạt động hơn để có thể kiếm ra tiền. Một trong số các kênh đầu tư khác của họ có thể kể đến như là đầu tiên là vàng và ngoại tệ. Vàng và ngoại tệ là hai trong số những kênh khá là an toàn và được yêu thích bởi những cái người có nhiều tiền, nhiều tiềm lực tài chính ở trong thị trường, hay chúng ta còn gọi là các cá mập á. Thì thường những cái cá mập này rất là yêu thích hai kênh đầu tư trên, bởi vì những kênh này thì thường là sẽ đem lại lợi nhuận trong dài hạn. Và với các ngân hàng với nguồn lực tài chính hùng hậu thì họ chắc chắn là sẽ không bỏ qua hai kênh đầu tư này. Thứ hai là đầu tư chứng khoán. Đây là một kênh kiếm lời có độ rủi ro khá là cao, tuy nhiên lợi nhuận lại cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy cho nên các ngân hàng chắc chắn là không thể bỏ qua kênh đầu tư này. Cụ thể là trong năm 2019 thì ngân hàng Techcombank đã thu được hơn 6.600 tỷ đồng từ việc đầu tư chứng khoán. Đây là một con số khá là lớn và đã chiếm hơn 25% tổng số lợi nhuận của ngân hàng này trong năm 2019. Thứ ba đó chính là góp vốn cho các doanh nghiệp. Giống như việc chúng ta mua cổ phiếu hay là trái phiếu của các doanh nghiệp thì các ngân hàng khi mà thấy được tiềm năng của một doanh nghiệp nào đó thì cũng có thể hoàn toàn đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp này để có thể thu về một phần lợi nhuận hay là cổ tức ở trong tương lai. Cách thứ tư đó chính là các ngân hàng cũng có thể gửi tiền tại các ngân hàng khác. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều các cái ngân hàng thương mại khác nhau đang cạnh tranh. Do vậy cho nên là việc đầu tư hay là gửi tiền tại các cái ngân hàng khác cũng là cách mà các ngân hàng thương mại sử dụng để có thể kiếm lời từ các cái đối thủ cạnh tranh của mình, từ đó nâng cao sự cạnh tranh của họ trên thị trường. Và trên đây là những cái cách mà đơn giản cũng như là dễ nhìn thấy nhất khi mà chúng ta nhắc về việc một ngân hàng sẽ kiếm tiền từ đâu. Ngoài ra thì các ngân hàng cũng còn rất là nhiều các cách khác để có thể kiếm được tiền hay là nguồn thu, và với nguồn nhân lực dồi dào cũng như nguồn tiền khổng lồ thì các ngân hàng luôn luôn tìm mọi cách để có thể tối đa hóa nguồn tài sản của họ. Tuy nhiên với nguồn thu lớn như vậy cho lên đến hàng chục hay là thậm chí hàng trăm ngàn tỷ đồng ấy, thì không biết là liệu các ngân hàng có thể phá sản hay không. Các bạn hãy cùng Irene đi tìm hiểu tiếp tục nhé. Từ trước năm 2017 thì theo luật Việt Nam, các ngân hàng khi mà vi phạm pháp luật hoặc là gặp một số các cái rủi ro tài chính dẫn đến phá sản thì sẽ bị tước quyền kiểm soát. Đó có 3 ngân hàng là GP Bank, CB Bank và Ocean Bank thì đã bị tước quyền quản trị. Ngoài ra thì cũng có ngân hàng Đông Á Bank thì bị liệt vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015. Lãnh đạo của 4 ngân hàng trên thì đã bị tạm giam và khởi tố với những cái tội danh như là làm giả giấy tờ này hay là làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên là cả 4 ngân hàng trên thì chưa bị tuyên bố phá sản do là đã được ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng và xử lý các cái khoản nợ cho người dân. Từ năm 2017 thì Quốc hội đã thông qua dự thảo luật cho phép là các ngân hàng có thể tuyên bố giải thể hay là phá sản. Điều này thì đã mở ra một con đường mới cho các cái ngân hàng thương mại tuyên bố cái tình trạng phá sản của họ. Tuy nhiên là việc một ngân hàng phá sản ở Việt Nam vẫn là một điều không quá là dễ dàng để có thể xảy ra, bởi vì là khi mà các ngân hàng gặp rủi ro tài chính thì ngân hàng nhà nước sẽ luôn tìm mọi cách để cứu cái ngân hàng này bằng một số cái biện pháp như là bơm tiền trực tiếp vào ngân hàng này, hay là mua lại sáp nhập hoặc là quốc hữu hóa các cái ngân hàng này. Bằng việc cứu các cái ngân hàng đó thì ngân hàng nhà nước sẽ có thể bảo vệ được cái hệ thống tín dụng ở Việt Nam và từ đó đảm bảo cho nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Tuy là việc để một ngân hàng ở Việt Nam phá sản là khó có thể xảy ra, tuy nhiên chúng ta không thể chắc chắn bất kỳ điều gì cả. Và có thể lần tới đây khi mà một ngân hàng thương mại tuyên bố phá sản thì ngân hàng nhà nước có thể là không ra tay cứu họ và có thể để họ phá sản bất kỳ lúc nào, và chúng ta sẽ không thể đảm bảo bất kỳ điều gì cả. Nãy giờ thì Irene giải thích cho các anh em về cơ chế hoạt động của các ngân hàng ở trong thế giới tài chính truyền thống. Vậy không biết ở trong thế giới crypto của chúng ta thì liệu có ngân hàng hay không? Dĩ nhiên câu trả lời là có, bởi vì hệ thống tài chính phi tập trung ra đời để cải thiện các cái vấn đề còn tồn đọng của hệ thống tài chính truyền thống. Vì vậy cho nên tất cả các cái khía cạnh có ở tài chính truyền thống thì đều có ở hệ thống tài chính phi tập trung. Đối ứng với các ngân hàng truyền thống thì ở trong DeFi chúng ta có một số các cái khái niệm là các dự án borrowing hay là lending. Các dự án này thì hiểu đơn giản là các dự án cho vay hay là vay. Các dự án này thì sẽ nhận tiền crypto nhàn rỗi của bạn
mang tiền đó đi cho vay đi vay lại, hoặc là mang đi đầu tư, mang đi gửi tại các cái dự án khác, từ đó thì có thể kiếm được tiền hay là một phần lợi nhuận để chia lại cho bạn, cũng như là dành phần lợi nhuận đó để tiếp tục tái đầu tư. Cách hoạt động của các dự án borrowing hay là lending thì cũng giống y hệt cách hoạt động của các cái ngân hàng tài chính truyền thống. Tuy nhiên, tài sản của họ thì sẽ là những cái đồng coin có vốn hóa lớn như là Bitcoin hay là Ethereum, hoặc là một số các cái stable coin như là USDT, USDC, vân vân. Để ví dụ thì chúng ta có một cái ngân hàng crypto khá là nổi tiếng mà mình tin là anh em cũng đã nghe qua, đó chính là Celsius. Celsius là một cái dự án mà ở trong cái mắt xích dây chuyền vụ 3 STETH Alameda Celsius gây ra cái vụ sập dây chuyền rất là nghiêm trọng và đã ảnh hưởng tạo ra cái cuộc khủng hoảng thanh khoản rất là trầm trọng ở trong thế giới crypto vào hồi tháng 6 năm nay. Để giải thích một cách ngắn gọn thì ở trong cái vụ sập đó, Celsius đã huy động tiền từ người dùng, sau đó đem số tiền đó đi gửi tại các cái tổ chức hay là các cái sàn lending khác như là AAVE hay là Compound, trong khi cái tiền lãi mà họ cam kết cho người dùng rất là cao mà cái phần lợi nhuận mà họ thu được từ các cái sàn hay là các cái dự án đó thì lại không đủ, thậm chí là thua lỗ hoặc là họ bị giam cầm số tiền ở đó, cho nên là gây ra cái tình trạng là thiếu thanh khoản cho người dùng, từ đó gây ra cái vụ sập dây chuyền rất là nổi tiếng mà chúng ta đều đã từng nghe qua. Ở hiện tại thì Celsius cũng đã thông báo phá sản và họ đang chờ tòa thanh lý nốt những cái tài sản cuối cùng của họ. Sự sụp đổ của Celsius thì giống y hệt tình trạng phá sản của các cái ngân hàng ở trong thị trường tài chính truyền thống. Vậy là Irene vừa giải thích cho các anh em về lãi suất, tiết kiệm, cách các cái ngân hàng hoạt động cũng như là liên hệ đến thị trường crypto. Sau khi xem xong video này thì các anh em còn gửi tiền vào trong các ngân hàng nữa hay không? Hãy comment suy nghĩ của mình ở phía bên dưới. Và nếu như các anh em thích xem các cái video về chủ đề kinh tế vĩ mô hay là đầu tư cá nhân thì cũng có thể comment cho mình những cái chủ đề ở phía bên dưới để mình có thể làm thêm thật nhiều video hữu ích dành cho anh em. Và nếu anh em thích video này thì hãy like, share và subscribe cho Coin68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em ở trong những video sau.